Chào các bạn. Sau khi cây mai của mình xả tàn được khoảng 2 tháng thì bây giờ mình cắt tỉa, chọn cái cành và cái đọt, cái ngọn cho cây mai. Mình cắt tỉa cành mình chọn cái kéo này các bạn. Để mình lặt những cái lá ở sát cái ở phía chỗ cái đầu nó mọc lên ra này các bạn, nó đâm cái tược nè. Mình lặt bớt một số lá ở trong đó. Rồi một cái cành khi mình cắt xong á, mình chừa lại khoảng hai cái tược, hai cái cành nhỏ này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái cành này, cái cành này nó ăn xéo qua bên đây. Lấy mình cắt sát vô trong cái đầu nó mọc lên nè. Các bạn nên lấy cái kéo này mình cắt sát vô ha, chứ mình không nên lấy cái tay mình tách ra thì nó sẽ phiết chỗ này, thì mai mốt nó có thể làm tách cái nhánh bên đây các bạn, tách cái thược mình chừa lại. À, thấy cái tược này nó nằm xíu quanh đây nè, mình cắt mình bỏ cái tược này. Còn cái nhánh bên đây này các bạn, hai cái tược nằm chồng bên nhau ha, mình bỏ cái tược này. Nó trùng nhau. Mình cắt sát vô cái chỗ cái nó mọc này, mình cắt một cái vít khác thôi, đừng có dập chỗ đó.
Rồi xong rồi, bây giờ tới cái phần đọt ở trên đây là quan trọng nè các bạn. Cái đọt cái ngọn mới mình chọn cái đọt nào mà nó mập ha, nó sát cái mặt cắt và nó có nhiều cái chi tàn ngang, nhiều cái cành nhánh á. Thường á thì khi mình cắt xong thì nó có 2-3 cái tược cái ngọn nó đâm lên. Giờ mình phải chọn cái này là mình bỏ nè. Cái này cũng bỏ luôn. Bây giờ mình chọn nó còn 2 cái nè, mình phải chọn lựa một cái các bạn. Mình coi cái nào mà nó có nhiều cái chi tàn ngang đó, nó đều quá mình chọn. Thì 2 cái này nó cũng gần như nhau. Bây giờ mình sẽ chọn cái bên đây các bạn. Rồi mình cắt, mình bỏ cái bên đây. Chọn cái nào mà ngay chỗ này nó mọc sát cái mặt cắt các bạn, để cho nó mau liền cái thân. Nếu còn cái này nó không được sát cái mặt cắt thì mình phải cắt bỏ cái phần này các bạn. Và bây giờ mình sẽ cắt đây, mình kê kéo ha, cho nó canh nó sát cái mặt cắt để cho nó mau liền cái thân. Đó, bây giờ nó sẽ cắt nó hơi xéo xéo các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cặp cái cây kẽm để cho nó không có bị tách cái phần mình tách cái đọt mình chọn. Nhiều khi gió nó dễ bị tách ra, nó gãy. Thì video của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.